Vâng ạ. Đây thì người ta câu chỗ nào thì được. Thì nhiều lắm vì họ quan niệm là ở đây là thực ra là khu bảo tồn nên là không ai đánh bắt, thì họ cũng chìm vào đây rồi. Nhiều khi họ còn không cho thả. Dân người ta có câu chuyện không? Có đấy ạ, vẫn có sóng đấy, phủ đèo nó vẫn phủ trên, nó để con núi kia trên cột này, nó phủ lên thi thoảng vào hang được, không có gì ạ. Cột nó để mãi trên ngọn núi kia. Sâu ạ, ở đây cái ngoài giữa này nó dao động vào tầm độ 2m đến 3m ạ. Thế hồng thúc mà nội được. Hồng vào trong kia thì nội được. Đấy, đống đấy rồi. Đây là tầng phủ rêu đấy ạ. Rêu thì có 5 rêu. Tầng kia phủ đấy ạ, và cái trong bờ thì nó đông hơn ở ngoài, ngoài giữa thì sâu hơn ạ. Gàn trong. Càng trong bờ thì nó càng lâu hơn. Cái gì chứ là tầm 10 phút tháng. Qua mà đi thì vất vả, nhẹ có qua đi nó đông luôn. Cột anten này là cột phát sóng gì anh? À, cột truyền sóng của Viettel Vina. Bước đường người ta lên núi nào? Chú anh ấy. Người dân người ta làm bực. Nó phải làm bực lên hàng. Cái khu gì mà nó phá rỡ thì phải không gì? Tuần nào nó lên nó bảo dưỡng. Cái khu gì mà nó phá, nó làm nó phá rỡ chứ? À, chứ càng An Cổ phá rồi ạ. Là một cây số vậy? Vâng ạ. Làm bàn đường lên thế phá đi hơi chí đi. Nó dựa vào núi đá làm cột ống ten cao nhé. Chứ còn phải thường làm sao là... cột cao như này đúng không? Cột này phải có mấy phát điện trên chứ. Có đấy ạ. Thì điện phải có điện chứ. Đồng điện lên. Lúc nào cũng giống rỡ cho làm xong đường công vẫn rỡ cho. Đây là dê này, dê này. Đâu dê, dê hoang dã đấy à? À, cái dê hoang dã à? Dê nuôi chứ à? Dê nuôi nhưng mà nuôi có chủ nhưng mà nó họ thả hoang dã. À, người ta thả hoang dã. Tức là nó sinh nở luôn ở đây nhá. Vâng ạ, nó cứ ban ngày nó ra núi nó ăn lá, để ăn tối nó vào hang ngủ. À, thế... Nó không về chuồng, nó cứ ăn đâu nó ngủ đấy. Ở đây có khả năng là phải đá mấy chục con một. Có khả năng có đảng của nó đấy. Hôm nay nó có thả nhiều. Mình leo nó đá thì hơi đá. Còn cái sinh sản đẻ tại chỗ được phải. Vâng. Lên đây mình đây nó có một cái đèn trần ạ.
À, cái đàn trình nhá. Gọi là đàn trình đấy. Vâng ạ. Đây, cho nên này thắp hương tí thì người ta lại đi tiếp. Đấy, dê kìa, là dê núi nhà nó ngon. Dê này chuyên leo núi này. Giống dê nó leo núi voi đấy. Còn này dê ăn này như thế. Trông người béo nhỉ. Con nào là con nào con nào béo nó đồ nó toàn ăn lá. Bọn này nó giỏi, bọn này nó leo tốt, cứ chênh vênh này nó leo tốt, không xuống được lên không gì được. Cái ke nó trèo lên kia có dây gì để dẫn dây xét. Mình nhớ số đò thì mình xuống đò này luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 đơn giản. Anh một người quay bản kia có để phần cuối tôi làm cấp cứu đầu nào. Vâng vâng vâng. Anh ngồi bên trái luôn đi. Cũng để này nhưng. Đây ạ, ngồi này. Rồi rồi rồi. Cân chưa? Rồi, cân rồi. Quanh toàn những cái cúc. Cái này có hiểu không? Cái này có nước lên không anh? Hay là tàn thế này thôi. Nó đến mùa tháng 7 tháng nó cũng lên á, vì ngoài ngoài kia nó không có chỗ tiêu á. Đúng rồi, đây nó cũng kinh doanh. Ngoài đường thì nó phải lũ đúng không? Nó kéo lên đến đoạn này. Nặng như này mà nó. Này không để ý là dính đầu ấy. Ừ, đập vào đâu. Nên là đập vào đâu. Đây ngày xưa bạn đi trưởng thành Tần Thủy Hoàng châu bao nhiêu quân được khoét đào kiểu như là hầm kiểu là hầm tránh con đánh đạn quân từ chén nó hơi nhỉ hả hay là kiểu anh tắt thuốc lá đi ạ không bảo hàng thì nó rất vâng ra ngoài anh hút thì đừng hàng hút nó không phát được ra ngoài. Cái thằng này là có thấy được bom nguyên tử không? Chữ cái anh này, lắm hơn là bị chết này. Nó hơi, nó chết, chết độc nó vào, chết chứ không phải là gì. Đồ nóng. Nóng chảy đá. Nóng chảy cả đá. Nó thêm thời gian đợi từ bao nhiêu tỷ năm này. Triệu năm. Ai đào được chứ? Ai đào được, ai quét được. Nó chết cái này nó thành. Anh nó vớ được nó hết được rồi nó vẫn chỉ thấy đất thế giới này chỉ mấy cây số anh mình còn còn kỹ kiên tạo đi nằm nặng này anh 1 tỷ triệu tấn là bên trên cá này này mà thì cá nó thả lên nó cứ vào đấy cứ đầu đập đầu đấy du đầu lên này. Ở lúc mùa nước lũ thì nó dâng lên. Nó dâng là phải đóng cửa. Chưa đóng cửa không đi được.
gần như trên nó dồn nhưng không chảy kịp. Xem cái mực nước ở kia cái thiết kia là mọi người. Đi cứu một điện mình cứu cuối nhưng mà. Bước người quay về cái này này. Không ạ, mình đi một vòng mình không quay lại đây đâu. Không ạ, đây đây. Không ạ, đi vừa qua. Thank you.
đâu rồi. Thank you.
Thank you.
chân với nó, dựng đứng. Thiên nhiên bản tạo. Đâu phá ở đâu? Nó có cái vùng chúng tôi Ninh Bình có cái bát khu Tam Điệp ạ. Tam Điệp cái khu Tam Bình Hóa gốc cây là nó có mấy dưới là nó khai thác đá để làm xi măng. Cái nhà này là nhà gì ấy? Bác ơi, cái nhà này là nhà gì đấy? Nhà của bảo vệ. Rồi thỉnh thoảng là chú chân đi ạ. Còn tối người ta ở nước ngoài kia nó chẳng vào đây làm gì. Đây buồn lẽ hết. Núi cao vực sâu. Một nàng thì đi mấy tiếp tục đi từ Thái Nguyên ra lên kia. Ra mình nhìn dưới được trông nhiều thứ khác. Toàn thì nuôi đất mới nuôi đá. Nhưng mà về đây mấy chục năm, ngày xưa rồi. Ngày xưa rồi ấy. Không có đường leo nhưng mà bây giờ thì chẳng ai leo. Vì ngày xưa dân ở đây họ đi cũng có đi đường quèn vào những cái quằn quằn thấp thì họ cũng có lối đi đường mòn nhưng mà leo nó vất vả. Không khí như thế nào không? Ừ. Mùa hè tắm thì tuyệt vời. Đây làm quân sự quá tốt chứ nhỉ? Phòng thủ quân sự tốt. Không vào được chỉ mới máy bay đánh thôi. Thế sao bây giờ Cao Bằng dưới người có kinh dính không? Phải bằng đất nhưng mà đất nó lắm đá lắm đất ạ. Ừ. Không có kinh dính vào cái thuyền này. Vâng. Nó núi đá thì có nghiến to lắm. Núi đá nhưng mà nó lắm đất. Đây thì có cây to. Ừ. Đây nó bằng đá dài hát không. Đá đây như kiểu nó chỉ cần cân đủ. Kia những cái cây kia là may nó ở những hốc đá thì may nó mới to. Thế kia còn những vàng dây leo hết. Rồi, thế muốn nó không có vàng vào. Đá thôi. Cây mà cây trên đấy toàn cây to. Nhưng mà sống ở gõi người mùa hè thì nóng chói. Nhờ cái cây nó ăn những cái kẽ đá. Thế nó bám vào kẽ đá nó sống. Thế mới tài mà không thể. Em nói chị cây bằng cái thuyền mà không đổ được. Không nào mà khe đá được nó. Làm sao nó có đất ở đấy mà nó sống được. Đây, đất đâu được bám đấy. Đất nó ăn vào nhưng khi khe đá nó có đất đấy. Con nước đấy. Chắc lắm. Nó sống lâu mỗi ngày nó lên nướng được một cái tí. Anh ta ngồi ghế thứ hai thì anh nhìn cái bên trái kia. Anh nhau trắng. Anh nhìn vào giữa kia. Đây là con lối nào đi lên đi này. Không ạ, đây là cái lối lên khe này khủng. Đây hai trước. Hàng Vinh. Hàng Vinh. Cây. 400 mét. Cây mét. Cây là hàng. Tiếng Anh cây là hàng nhưng mà cây bé. Tiếng Anh. 400 mét. Nè. Thank you.
được. Về đi. Đâu thời gian rồi. Về đó. Ôi giời, hai bác cháu đi chủ có đi. Chủ có gì gì? Một cháu một. Cùng cùng cùng. Ôi giời, 18 này là tango. Ờ, dưới sống lính gái. Hả? Chưa. Lính gá. À, vệ sinh thôi. Không này giải trúng mấy giải thưởng đây. À thế. Cái thằng cũng hai giải thưởng. Hai giải thưởng tụi lạnh nhé. Ở bên giá anh Vũ. Khẩn khẩn à. Không phải cả. Chúng hai giải thưởng như thằng cá. Hai giải thưởng như khẩn. Đây. Ui. Đây thả rồi, có bắt đầu cái lớn này được. Có sát nhỉ? Vừa rồi bắt toàn mồi nó vào bánh mì. Đây. Đây. Đây à? Ngồi luôn ăn mũi đây thôi. Anh nhìn thấy một cái gói gói thuốc có đầy. Này nó ông trúng hai giải TV ấy này. Lộc nhiều, năm nay lộc nhiều. Ủa tôi vẫn biết này. Người nổi tiếng thế xong biết. Như kính chấp hành mình lại còn lại rồi không có nên phạt nên học rồi. Hôm đấy bọn mình có 6 năm thôi. Em để ông nghinh đúng. Vâng em để anh nghinh đấy. Tàn vịt à? Dạ. Ông tàn vịt đúng không? Em tàn vịt. Không thấy rằng con rể nó đến rồi. Vâng. Này năm nay cũng trúng hai giải đặc biệt. Ừ vậy em hôm nay em đỏ thế nhỉ? Đỏ thế. Có cái giải này em làm tuyệt. Tay em trên, tay em trên. Mà không biết mà nó phao được. Đây rồi đâu không? Giờ nó chặt quá mà không biết. Thì tiếng số 2 anh. Số 1 thấy không ai bí mấy nhỉ? Hai thì lẽ ngoài kia rồi ạ. Bây giờ tuyến 3 ngay trường đông rồi đi đúng không? Đặc biệt. Đấy, đấy. Vâng ạ. Đây thì người ta câu chỗ nào thì được. Thích câu hay không? Nhiều lắm vì họ quan niệm là ở đây là thực ra là không bảo tồn nên là không ai đánh bắt thì nó cũng chìm vào đều. Nhiều khi họ không cho thả. Dân người ta có câu chỗ không? Không.
trước thì nó có. Có đấy ạ, vẫn có sóng đấy, cổ đeo nó vẫn phủ trên, nó để con núi kia cột nó phủ lên, thi thoảng vào hang được cũng có vậy, cột nó để mãi trên ngọn núi kia. Sâu á, ở đây cái ngoài chỗ này nó dao động vào tầm độ 2m đến 3m á. Thế hồng thúc mà nội được. Hồng vào xuống kia thì nội được. Đấy, đúng đấy rồi. Đi. Đây là tầng phủ rêu đấy ạ. Rêu thì có 5 rêu. Tầng kia phủ đấy ạ, và cái trong bờ thì nó đông hơn ở ngoài, ngoài giữa thì sâu hơn ạ. Gàn trong. Càng trong bờ thì nó càng đông hơn. Cái nhìn chung là tầm 10 phút tháng. Qua mà đi thì vất vả, nhẹ có qua đi nó đông luôn. Cái cột anten này là cột phát sóng gì anh? À, cột truyền sóng của Viettel Vina. Dạ. Đường người ta lên núi nào? Quan đấy. Dân người ta làm bực. Phải làm bực lên hàng. Cái khu gì mà nó phá dỡ được cái gì? Hàng tuần nào nó lên nó bảo dưỡng. Cái khu gì mà nó phá nó làm nó phá dỡ chưa? Khu Càng An Cổ á, phá rồi ạ. Là một cây số hết nhỉ? Vâng ạ. Làm bàn đường lên thế phá đi hơi bao tỉ đi nhỉ, lắm của lắm phải cho nó tồn tại phải tốt. Nhìn nó dựa vào cái núi đá làm cột anten cao nhỉ, chứ còn thường làm sao là... cột cao như này đúng không? Cột này phải có máy phát điện trên chứ? Có đấy ạ. Thì điện vẫn có điện chứ, ngồi lên đấy đồng điện lên. Lúc nào cũng giống giống hết, làm xong đường công vẫn rỡ rồi. Đây là dê này, dê hoang dã đây à? À, dê hoang dã à? Dê nuôi chứ à? Dê nuôi nhưng mà nuôi có chủ nhưng mà nó họ thả hoang dã. À, người ta thả hoang dã. Tức là nó sinh nở luôn ở đây nhá. Vâng ạ, nó cứ ban ngày nó ra núi nó ăn lá ăn nẻo, tối nó vào hang ngủ. À, thế nó không về chuồng, nó cứ ăn đâu nó ngủ đấy. Ở đây có khả năng là phải đá hàng mấy chục con một. Có khả năng có đảng của nó đấy. Hôm nay nó còn thả nhiều. Như dơ nhầm leo đôi đá thì hơi á. Gọi là cái sinh sám đẻ tại chỗ được phải. Vâng. Lên đây này. Mình đây nó có một cái đèn trần á. À cái đèn trình nhá. Gọi là đèn trình chứ. Vâng ạ. Đấy, thắp lên này, thắp hương tí thì người ta lại đi tiếp. Đấy dê kìa, là dê núi nhà anh ngồi. Dê này chuyên leo núi này. Giống dê nó leo núi voi đấy. Còn này dê này trông người béo nhỉ.
con nào lá, con nào có nấm béo. Nó đồ nó toàn ăn lá. Bọn này nó giỏi, bọn này nó leo tốt. Cái chênh vênh này này leo tốt. Không xuống được lên không gì được. Cái ke nó trèo lên. Kia có dây gì để dẫn dây xét. Mình nhớ số đò thì mình xuống đò này luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 á. Mùa hè nóng đang ở ngoài mà vào trong hang thích lắm. Mát đông thì ấm. Cái vòng hốc ở trong núi thì ra không? Mùa hè thì mát mít nhưng lạnh luôn. Mùa đông thì nó chảy ra này ấm. Trên cái dẻo này. Đâu phá ở đâu? Nó có cái vùng chúng tôi Ninh Bình có cái bát khu Tam Điệp ạ. Tam Điệp cái khu giáp Bình Hóa đất thầy để nó có mấy khu ấy để nó khai thác đá để làm xi măng. Cái nhà này là nhà gì ấy? Nói cái nhà này là nhà gì đấy? Là nhà của bà. Rồi, xin chào chú Trân đây ạ. Còn tối người ta ở đứng ngoài kia đó, chẳng qua đây cũng vào đây làm gì. Vào đây buồn ngã hết. Buồn thở, hết nghiện rồi đó. Núi cao vực sâu. Một làng thủ tính ấy, tiếp tục. Đi từ Thái Nguyên ra lên này. Kìa, ốc vừa vào. Ra bên biển dưới được chung nhiều thứ khác. Toàn thì núi đất với núi đá. Nó về đây mấy chục năm, ngày xưa rồi. Ngày xưa rồi ấy. Vào đây vẫn phải qua hang này vào đây thôi. Vâng ạ. Không có leo à? Không có lối nào vào. Có đường leo nhưng mà bây giờ thì chẳng ai leo. Vì ngày xưa dân ở đây họ đi cũng có đi đường quèn vào những cái quằn quằn bên thấp thì họ cũng có lối đi đường mòn nhưng mà leo nó vất vả. Không thấy gì ngoài không? Vâng ạ. Mình đấy, mùa hè tắm thì tuyệt vời. Đây làm quân sự quá tốt chứ nhỉ? Phòng thủ quân sự tốt. Không vào được chỉ máy bay đánh thôi. Thế sao bia Cao Bằng dưới người có kinh dính không? Phải bằng đất nhưng mà đất nó lắm đá lắm đất ạ. Ừ, không có kinh dính vào cái thuyền này. Vâng. Nông núi đá thì có nghiến to lắm. Núi đá nhưng mà nó lắm đất. Đây không có cây to. Ừ. Đây nó bằng đá dài hát không. Đá đây này, như kiểu nó chỉ toàn chân rủi. Kia chứ cái vâng. Cây kia là may nó ở trên hốc đá thì may nó mới to. Cái kia còn những vàng dây leo hết. Đúng rồi, chứ muốn nó không có vàng vào. Đá cây mà, đông, cây trên đấy toàn cây to. Mùa sống nó giỏi, mùa hè này nóng chói. Nhờ cái cây nó ăn những cái kẽ đá. Thế nó bám vào kẽ đá nó sống. Thế mới tài mà không thể
Em nói chỉ cây bằng cái thuyền mà không đổ. Không nào mà khe đá được nó. Làm sao nó có đất ở đấy mà nó sống được? Đấy, đất đâu được bám đấy. Đất nó ăn vào nhưng khi khe đá nó có đất. Con nước đấy. Chắc lắm. Nó sống lâu mỗi ngày nó lên nướng được một tí là chắc. Ngồi ghế thứ hai thì anh dịch cái trái kia. Anh nhau trắng. Anh dùng vào giữa kia. Đây này là con lối nào đi lên đi này. Không, đây là cái lối nó lên khe nó khủng. Đây hai trước. Hàng Vinh. Hàng Vinh. Cây 400 mét. cây là hàng, tiếng Anh là cây là hàng nhưng mà cây bé. Bơi vừa đơn giản. Anh toàn những cái cúc. Nó phải lũ đúng không? Là khéo nó lên đến đoạn này. Không,
nặng như này mà nó này không để ý là dính đầu ấy. Ừ, đập vào đầu. Nên là đập vào đầu. Đây ngày xưa bạn đi Trường Thành Tần Thủy Hoàng có bao nhiêu quân là khoét đào kiểu như là không kiểu là không Cũng như thế. Càng nào lắm đúng với cả mưa.
nó mất nó chảy ngấm lên là rõ rồi do biết. Ba cái nó chỉ có giá của giá chung là 200 nghìn. Có
bác cứ bỏ thì khi các bác vào đây các bác chọn trong một ba tối nào cũng làm thì chọn ra như thế, không phải là giá tiền cô họ khác không liên quan đồng giá. Thank you.
Dài hết. Núi liền sạch lắm. Như khi được tận từ hoàng cho dân Việt Nam nó đắp thì cuối rồi, cuối rồi. Này mà nhu mấy đứa này cộng đồng người ta này thân nhất, thân nhất nước này tao mùa mưa là bị hết hàng. Đâu thời gian rồi? Về ạ. Ôi giời, hai các cháu đi chủ gói đi. Chủ gói nhìn gì? Chủ gói đi. Chủ gói đi. Nhanh. Mát lên. Mùa hè nóng đang ở ngoài mà vào trong hang thích lắm. Mát. Mát lắm mà mát. Mùa đông thì ấm. Cái vòng thốc ở trong núi thì ra không ạ? Mùa hè thì mát mít nhìn. Lạnh nhìn. Mùa đông thì nó chảy ra này. Ấm. Đâu phá ở đâu? Nó có cái vùng mà chúng tôi Ninh Bình có cái bát khu Tam Điệp ạ. Tam Điệp cái khu mà đá Bình Hóa thì nó xây rồi nó có mấy khu ấy là nó khai thác đá để làm xi măng. Cái nhà này là nhà gì ấy? Bác ơi, cái nhà này là nhà gì đấy? Nhà của vệ. Rồi, xin thoảng là chú chân đi ạ. Nhưng mà tối người ta ở nước ngoài kia đó, chẳng ở đây là gì. Ở đây buồn lẽ hết. Buồn thở, hết nghiện rồi đâu. Núi cao vực sâu. Một làn thủ tính ấy, tiếp tục. Đi từ Thái Nguyên ra lên này. Kìa, ốc lưu vào. Ra mình nhìn dưới được trùng nhiều thứ khác. Toàn thì núi đất với núi đá. Đại về đây mấy chục năm ngày xưa rồi, ngày xưa rồi ấy. Có đường leo nhưng mà bây giờ thì chẳng ai leo, vì ngày xưa dân ở đây họ đi cũng có đi đường quèn vào những cái quằn quằn đường thấp thì họ cũng có lối đi đường mòn nhưng mà leo nó vất vả. Không khí như ngoài. Nước em mua hẹn tắm thì thật rồi. Đây nằm quân sự quá tốt chứ nhỉ? Phòng thủ quân sự tốt. Không vào được chỉ mới máy bay đánh thôi. Thế sao bây giờ cao bằng như dưới có kinh dính không? Phải bằng đất nhưng mà đất nó lắm đá lắm đất ạ. Ừ. Không có kinh dính vào cái thuyền này. Vâng. Nó núi đá thì coi nghiến to lắm. Núi đá nhưng mà nó lắm đất. Đây có cây to. Ừ. Đây nó bằng đá dài nát không. Đá đây như kiểu nó chỉ cần chân gối. Kia chứ cái vâng. Cây kia là may nó ở trên hốc đá thì may nó mới to thế kia, còn nó toàn dây leo hết. Đúng rồi, thế muốn nó không có bằng vào. Đá cây mà cây trên đấy toàn cây to. Nhờ cái cây nó ăn những cái kẽ đá. Thế nó bám vào kẽ đá nó sống. Thế mới tài mà không thể
Em nói chị cây bằng cái thuyền mà không đổ à, nó nào mà khe đá được nó. Làm sao nó có đất ở đấy mà nó sống được? Đây, đất đồng bám đấy. Đất nó ăn vào nhưng khi khe đá nó có đất đấy. Có nước đấy. Chắc là nó sống lâu mỗi ngày nó lên nó lớn được mỗi tí anh chắc. Ngồi ghế thứ hai thì anh nhìn cái bên trái kia. Anh với nhau trắng. Anh dùng vào chỗ kia. Đây này là con lối nào đi lên đi này? Không, đây là cái lối lên khe nó khủng. Đây hai trước. Cây 400 mét. cây là hang, tiếng Anh cây là hang nhưng mà cây bé. Toàn những cái cúc. Cái này có nước nước lên không anh? Hay là tàn thế này luôn? Nó đến mùa tháng 7 tháng nó cũng lên á, vì ngoài đây nó không kinh doanh. Kinh ngoài đường thì nó phải lúng luôn. Là khéo nó lên đến đoạn này. Nặng cái này mà nó. Này không để ý là dính đầu ấy. Ừ, đập vào đầu. Nên ngày xưa bạn đi trưởng thành Tần Thủy Hoàng châu bao nhiêu quân là khoét đào kiểu như là hầm kiểu là hầm chửi cái anh ra này, nóng nó đủ chết rồi. Hơi, nó chết, chết độc nó vào, chết chứ không phải là gì. Đồ nóng. Nóng chảy đá. Nóng chảy cả đá. Nó thêm thời gian đợi từ bao nhiêu năm này. Triệu năm. Ai đào được chứ nhỉ? Ai đào được, ai quét được. Nó chết cái này nó thành. Nó vừa rồi hang phun đòn nhưng mà anh nó vớ được nhìn nó hết rồi vừa nó vẫn chỉ
nhất thế giới này. Mấy cây số? Hai mươi. Ở bên con kia. Thiên tạo nằm nặng này ai? Một tỷ triệu tấn là bên trên. Cá này này. Vậy thì cá nó thả lên nó cứ vào đấy. Đầu lên nè. Lúc mùa nước lũ thì nó dâng lên. Nó dâng thì đi sao? Nó dâng được phải đóng cửa. Chưa đóng cửa đi được. Nhưng lũ. Dâng trên nó dồn không chảy kịp. Đấy. Xem cái mực nước ở kia cứ thiết kia này được rồi. Đi cùng một điện đến cuối nhưng mà lúc mà quay về cái này này các bạn đi một vòng không quay lại đây đâu không lại đây các bạn đi rồi cái này là mới tìm được cái này tìm được cái sau này cái gốc
Trong này biết cá không chứ. Có cá. Có cá ba. Có nước này có cá. Không mà nó không ở đây nhiều. Đấy, giờ đây này. Đây, đây là cái vuông như là người con người tạo ra chứ nhỉ. Mỗi đèn thắp sáng không ạ? Mà bỏ ạ.
Nó có cái màu cũng đang chuyển sáng cho nó làm kiểu cho hết sạch các bạn đi vô. Mùa hè nóng đang ở ngoài mà vào trong hang thích lắm. Vâng, lạnh.
mát thì mát, mùa đông thì ấm. Cái vòng hốc ở trong núi thì ra không vậy? Mùa hè thì mát mít nhưng lạnh luôn. Mùa đông thì nó chảy ra này ấm. Cái gì cái gì vậy? 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 Nó có từ chân với nó lượng đứng thiên nhiên bàn tặng nó có từng vùng một phá được đâu phá ở đâu. Nó có cái vùng mà chúng tôi Ninh Bình có cái bác khu Tam Điệp ạ. Tam Điệp cái khu mà giáp Bình Hóa đất thầy để nó có mấy khu ấy để nó khai thác đá để làm xi măng. Cái nhà này là nhà gì ấy? Bác ơi, cái nhà này là nhà gì đấy? Là nhà của bảo vệ. Họ thi thoảng là chú chân đây ạ. Nhưng mà tối người ta ở đứng ngoài kia nó chẳng ở đây vào đây làm gì. Buồn ngã hết. Buồn thở hết nghiện rồi đâu. Núi cao vực sâu. Mà nàng cũng chính mình tiếp tục đi từ Thái Nguyên ra lên này. Kìa, ốc vừa vào. Ra bên biển dưới được trùng rồi chứ. Toàn thì núi đất mới núi đá. Núi vàng đó là đại vực. Về đây mấy chục năm ngày xưa rồi, ngày xưa rồi ấy. Mà đây vẫn phải qua hang này vào đây thôi. Vâng ạ. Không có leo à? Không có lối nào vào? Có đường leo nhưng mà bây giờ thì chẳng ai leo. Vì ngày xưa dân ở đây họ đi cũng có đi đường quèn vào những cái đi vào những cái quằn quằn mình thoát thì họ cũng có lối đi đường mòn nhưng mà leo nó vất vả. Không thấy gì ngoài không? Mệt lắm mình. Nước cũng vậy. Đây mùa hè tắm thì tắm. Đây không có cây to quá tốt chứ nhỉ? Phòng thủ quân sự tốt. Không không vào được chỉ mới bay là mới bay đánh thôi. Thế sao bây Cao Bằng dưới người có kinh dính không phải bằng núi chứ? Đất nhưng mà đất nó lắm đá lắm đất ạ. Ừ. Không có kinh dính vào cái thuyền này. Chứ nông núi đá thì có nghiến to lắm. Núi đá nhưng mà nó lắm đất. Đây đây không có cây to. Đây nó bằng đá dài hát không? Kia ở những cái cây kia là may nó ở những cái hốc đá thì may nó mới to, cái kia còn những quảng dây leo hết. Rồi, thế muốn là không có vàng vào cây trên đấy toàn cây to. Thế nó bám vào cái đá nó sống, thế mới tài mà không thể, em nói chỉ cây bằng cái thuyền mà không đổ. Nó nào mà khe đá được nó. Làm sao nó có đất ở đấy mà nó sống được. Đây, đất đâu được bám đấy. Đất nó ăn mà nhưng khi khe đá nó có đất con nước đấy. Chắc là nó sống lâu mỗi ngày nó lên nướng được một tí là chắc. Ngồi ghế thứ hai thì anh dịch cái trái kia. Anh với nhau trắng. Anh dùng vào giữa kia. Đây này là con lối nào đi lên đi này. Không, đây là cái lối lên khe này khủng. Đây hai trước. Cây 400 mét. Cây là hang, tiếng Anh cây là hang nhưng mà cây bia. Cây bia. Cây bia. Cây bia. Cây bia. Cây bia. Mà cặn con này là mấy cái đao ra này. Thank you.
Vâng ạ. Đây thì người ta câu chỗ nào được. Thích câu hay không? Nhiều lắm vì họ quan niệm là ở đây là thực ra là không bảo tồn nên là không ai đánh bắt nên nó cũng chìm vào đều. Nhiều khi họ còn không cho thả. Dân người ta có câu chuyện không? Có đấy ạ, vẫn có sóng đấy, phù đeo nó vẫn phủ trên, nó để ngọn núi kia cột nó phủ lên, thi thoảng vào hang được cũng có vậy, cột nó để mãi trên ngọn núi kia. Đây cái khỏi chỗ này nó dao động vào tầm độ 2m đến 3m. Thế thì ông thúc vào nội được. Ông vào trong kia thì nội được. Đi đông đấy rồi. Đây. Đây là tầng phủ rêu đấy ạ. Rêu thì có 5 rêu. Tầng kia phủ đấy, và cái trong bờ thì nó đông hơn ở ngoài, ngoài giữa thì sâu hơn ạ. Càng trong bờ thì nó càng đông hơn. Cái này kia là tầm một con đuôi, cái cao qua mà đi vất vả nhẹt đó, qua đường nó đông luôn. Cột anten này là cột phát sóng gì anh? À, cột truyền theo sóng của Viettel Vina. Bước đường người ta lên núi nào? Thoát đấy. Cái chân người ta làm bực. Bước truyền nó làm bực. Nó phải làm bực lên hàng... Cái khu gì mà nó phá rỡ ra của gì? Hàng tuần nào nó lên nó bảo dưỡng. Cái khu gì mà nó phá, nó làm nó phá rỡ chưa? Khu Càng An Cổ á, phá rồi ạ. Là một cây số thì nhỉ? Vâng ạ. Làm bàn đường lên thế phá đi hơi bao tỉ đi nhầm của lắm phải cho nó tồn tại được tốt. Cảnh nhà nó dựa vào núi đá làm cột anten cao nhé, chứ còn thường làm sao có cột cao như này đúng không? Cột này phải có mấy phát điện trên chứ? Có đấy ạ. Thì điện vẫn có điện chứ, đồng điện lên. Yeah. Lúc nào cũng giống rỡ ra, làm xong được gông vẫn rỡ ra. Đây là dê này, dê hoang dã đấy à? À, cái dê hoang dã à? Dê nuôi chứ à? Dê nuôi nhưng mà nuôi có chủ nhưng mà nó họ thả hoang dã. À, người ta thả hoang dã. Tức là nó sinh nở luôn ở đây nhá. Vâng ạ, nó cứ ban ngày nó ra núi nó ăn lá ăn lẻ, tối nó vào hang ngủ. À, thế nó không về chuồng, nó cứ ăn đâu nó ngủ đấy. Thì nó họ thả đây có khả năng là phải đá mấy chục con một. Nó có đàn nó đấy. Hôm nay nó thả nhiều. Mình giờ mình leo núi đá thì hơi đá. Quả là cứ sinh sớm đẻ tại chỗ được. Vâng, rất giỏi. Nó lên đây anh. Mình đây nó có một cái đèn trần ạ.
À, cái đàn trình nhá. Gọi là đàn trình đấy. Vâng ạ. Đây, cho nên này thắp hương tí thì người ta lại đi tiếp. Đấy, dê cả, là dê núi nhà anh ngon. Dê này chuyên leo núi này. Dùng dê nó leo núi voi đấy. Này dê này như trông thì trông người béo nhỉ. Con nào con nó béo nó đồ nó toàn ăn lá. Bọn này nó giỏi, bọn này nó leo tốt. Cái chênh vênh này nó leo tốt. Không xuống được lên không nhìn được. Cái ke nó trèo lên. Kia có dây gì nó dẫn dây xác. Mình nhớ số đò thì mình xuống đò này luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 đơn giản. Anh quay bản kia nó có đại phần cuối tôi làm các cụ đầu hàng. Vâng vâng vâng. Đây ạ, mới này. Rồi rồi. Cân vân chưa? Rồi, cân rồi. Khoanh toàn những cái cúc. Cái này có nước lên thôi, hay là tàn thế này thôi. Nó cái mùa tháng 7 tháng nó cũng lên á, vì ngoài ngoài kia nó không có chỗ tiêu á. Đúng rồi, đây nó cũng kinh doanh nó tiêu ngoài đường thì nó phải lũ đúng không? Là khéo nó lên đến đoạn này. Nặng như này mà nó không để ý là dính đầu ấy. Ừ, đập vào đâu. Không nên là đập vào đâu. Đây ngày xưa bạn đi trưởng thành Tần Thủy Hoàng thì bao nhiêu quân là khoét đào kiểu như là hầm kiểu là hầm tránh con đánh đạn quân từ chiến nó hơi nhỉ hả hay là kiểu anh tắt thuốc lá đi ạ, không phải hàng nó rất vâng ra ngoài hút thì đừng làm hàng hút nó không phát được ra ngoài. Cái thằng này là có thấy được bom nguyên tử không? Chỉ cái anh chân nóng hơn đủ chết này. Hơi nó chất chất độc nó vào chết chứ không phải là đồ nóng. Nóng chảy đá. Nóng chảy cả đá. Nó thêm thời gian đợi từ bao nhiêu tỷ năm này. Triệu năm. Ai đào được chứ? Ai đào được? Ai quét được? Nó chết cái này nó thành. Tự nhiên thành vậy. Vâng. Anh nó vớ được mình mất hết rồi mà nó vẫn chỉ thấy nhất thế giới này chỉ mấy cây số hai mươi con còn kỹ kiên tạo nằm nặng này ai 1 tỷ triệu tấn là bên trên cá này này mà thì cá nó thả đây nó cứ vào đấy chứ cứ đầu đập đầu đấy du đầu lên này. Ở mùa nước lũ thì nó dâng lên. Nó dâng được phải đóng cửa. Chưa đóng cửa không đi được.
dân như trên nó dồn nhưng không chạy kịp. Xem cái mực nước ở kia cái thước kia là được rồi. Đi cùng một điện mình cuối nhưng mà. Bước người quay về cái này này. Các bạn mình đi một vòng mình không quay lại đây đâu. Không quay lại đây. Các bạn đi một vòng. Thank you.
đâu rồi? Thank you.
Toàn những cái cúc. Nó cũng kinh doanh. Nó chưa ngoài được thì nó chảy nó phải lũ luôn. Là khéo nó lên đến đoạn này.
nặng cái này mà nó này không để ý là dính đầu ấy. Ừ, đập vào đâu không nên đập vào đâu đó là người chỉ có nó không điện. Đây ngày xưa bạn đi trưởng thành Tần Thủy Hoàng thì bao nhiêu quân là khoét đào kiểu như là không kiểu là không cái thằng này nó có thấy được bom nguyên tử không? Chỉ cái anh này nóng hơn là gì chết nó hơi nó chết cái độc nó vào chết chứ không phải là độ nóng nóng chảy đá nóng chảy cả đá thiên thời giờ đợi từ bao nhiêu năm này triệu năm ai đào được chứ ai đào được nó chết cái này nó thành anh nó vớ được nó hết rồi vừa nó vẫn chỉ thấy nhất thế giới này mấy cây số anh bên con còn kỹ thiên tạo nằm nặng này anh 1 tỷ triệu tấn là bên trên cá này này mà thì cá nó thả lên nó cứ vào đấy chứ đập đầu vào đấy du đầu lên nè mùa nước lũ thì nó dâng lên chưa đóng cửa không đi được nhưng lũ dâng lên trên nó dồn nó không chảy kịp xem cái mực nước ở kia cứ thích kia là được rồi. Cũng như thế. Càng cái nào lắm đúng với cái càng vừa mưa
nó mất nó chảy ngấm lên rõ là do biết. Thank you.
bác cứ bỏ thì khi các bác vào đây thì các bác được chọn trong một cái bàn tối khác không nào thì bỏ ra như thế. Không thể là giá tiền cô họ khác không liên khác, đồng giá. Thank you.
Anh toàn những cái cúc. Yeah.
Nên ngày xưa bạn đi trưởng thành Tần Thủy Hoàng thì có bao nhiêu quân là khoét đào kiểu như là Đồ nóng chảy đá, nóng chảy cả đá. Nó thiên thời điện lợi từ bao nhiêu năm này. Triệu năm. Ai đào được chứ? Ai đào được? Ai quét được? Nó xếp này nó thành. Đất tự nhiên thành vậy. Rồi. Thành cái dòng chảy đất hay. Nếu nó vừa rồi hang xung đoàn nhưng mà anh nó vớt được, nó vớt được vừa rồi nó chỉ thấy. Nó vừa đất thế giới này. Mấy cây số hai mươi con còn chi thiên tạo nằm nặng này ai một tỷ triệu tấn là bên trên cá này này mà chi cá nó thả lên nó cứ vào đấy đập đầu rồi du đầu lên này mà lúc mùa nước lũ thì nó dâng lên. Đóng cửa đi được nhưng núi dân cái trên nó dồn nó không chạy kịp xem cái mực nước ở kia cái thiết kia là được rồi. Đi cùng một điện mình cuối nhưng mà bước mình quay về cái này này đâu ạ, mình đi một vòng mình không quay lại đây đâu, không quay lại đây đâu, không quay lại đây đâu, không quay lại đây đâu. Nó là dung nhau này nó chảy ra
thứ hai nó có thứ hai nó cũng bảo thứ hai thì họ ra cùng với thứ này.
đến đấy là hai tiếng chập một thì ra cùng lối chập một nghe không đi ra ở đây có hai cả trong này có một cây vẫn sống được này đẹp lắm giờ ánh sáng của điện giờ ánh sáng của điện thì sống chỗ nào không có điện là không không sống được không có điện là sống được trên đây để phản tới rồi
Ngày xưa là tại Từ Hoàng cho dân Việt Nam nó đắp. Cúi rồi, cúi rồi. Này mà nhu với cái là cộng đồng, người ta này thấm nếp, thấm nếp. Nước này sao, mùa mưa là bị gì? Hết hai. Nổi kiểu như hòn đảo đi mình bơi vừa đơn giản mà bơi để nó như đây ạ, à, mỗi này rồi 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 cân chưa rồi rồi khoanh toàn những cái cúc này có hiểu cái này có nước nước lên không anh hay là tàn thế này không nó cái mùa tháng 7/8 nó cũng lên á vì ngoài kia nó không có chỗ tiêu ạ. Đúng rồi, đây nó cũng kinh doanh nó chưa ra ngoài được thì nó chảy ra vật nó phải đúng không là khéo nó lên đến đoạn này cái này đang đổ đổ ra. À, nặng cái này mà nó này không để ý là dính đầu ấy. Ừ, đập vào đâu nên là đập vào đâu đó là người thì còn có không điện nên ngày xưa bạn đi trưởng thành tần thủy hoàng châu bao nhiêu quân được khoét đào kiểu như là không kiểu là không tránh bom đánh đạn quân thủy chiến là hơi gì hả hay là anh ơi tắt thuốc lá đi ạ không bảo hàng nó ra đất vâng ra ngoài hút từ trong hang hút nó không thoát được ra ngoài cái thằng này nó có thấy được bom nguyên tử không chỉ cái anh chân nóng hơn là gì chết nó hơi nó chết cái độc nó vào chết chứ không phải là gì độ nóng nóng chảy đá nóng chảy cả đá nó thiên thời giờ đợi từ bao nhiêu năm này triệu năm ai đào được chưa ai đào được quét nó chết cái này nó thành anh nó vớ được nhìn hết rồi vừa nó chỉ thấy đất thế giới này chỉ mấy cây số hai mươi con còn kia kiên tạo nằm nặng này ai một tỷ triệu tấn là bên trên cá này này mà chi cá nó thả lên nó cứ vào đấy đập đầu đấy du đầu lên này mà lúc mùa nước lũ thì nó dâng lên chưa đóng cửa không đi được nhưng lũ dâng lên trên nó dồn nó không chảy kịp xem cái mực nước ở kia cái thiết bị này được rồi. Đi cùng một điện mình cuối nhưng mà lúc mà quay về cái này này đâu ạ mình đi một vòng mình không quay lại đây đâu không quay lại đây đâu mình đi rồi. Đây chắc là cái có tắc kè anh nhỉ?
kè này ở hang đá này. Có kè bên kia thì gần đây cũng gần đây có ở nên ở bên ngoài bên một tí còn còn gì sống côn trùng cũng có rồi nó không quá ánh nắng không có oxy mà không có ánh nắng Thank you.
Yeah.
Toàn những cái cúc. Ngày xưa bạn đi trưởng thành Tần Thủy Hoàng châu bao nhiêu quân được khoét đào kiểu như là Cứ đầu 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 đ
nước mùa nước lũ thì nó dâng lên. Chưa đóng cửa đi được. Nhưng núi dâng lên trên nó dồn nhưng không chảy kịp. Xem cái mực nước ở kia cái thiết kia là được rồi. Cuối nhưng mà lúc mà quay về cái này này đâu ạ, mình đi một vòng mình không quay lại đây đâu, không quay lại đây này, không quay đi rồi qua đây. Không mà nó cũng phấn vào đây nhiều. Đấy, giờ thế này.
đây là cắt vuông như là người con người tạo ra chứ nhỉ. Thank you.
quân nhỉ? Quân nhỉ đâu? Quân chú. Kiểu như hòn đảo ấy.